quay trở lại với Cùng Hát Lên Nào. Và trên sân khấu của chúng tôi là hai người chơi còn lại, đó là Vương Quốc Huy và Gusty. Hai người chơi ở bên cạnh Thanh Duy. Đây là cơ hội cuối cùng của các bạn để gây ấn tượng với chiếc máy phân tích giọng hát của chúng tôi, giành lấy giải thưởng 10 triệu đồng và bước tiếp vào vòng bứt phá song ca cùng với ca sĩ Phan Đinh Tùng. Hiện tại thì Gusty đang có số điểm cao hơn. Bạn sẽ là người chơi lựa chọn ca khúc để thi đấu trong vòng đối đầu. Có hai ca khúc cho các bạn lựa chọn, và ca khúc đầu tiên của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đó là Ê, ai cho em ghé đến, ai trong lòng càng vui lên, nhìn xem đường xung quanh vắng tanh. Ô, mong em như thế đó, mong em đừng là hư vô. Đường công. Và bài hát thứ hai đó là Từ nay em thôi ngốc nghếch với bao nhiêu suy tư muộn phiền, từ nay anh thôi không lại gần bên. Người lạnh lùng như thế cớ sao già này đi lại về, đừng làm tim em vỡ tan. Đó là ngốc nghếch. Em Gusty, em chọn bài gì? Thôi chọn ngốc nghếch đi cho vui, em hai đứa hát bài ngốc nghếch nó mới sướng. Hai đứa phải chọn đường công. Và bây giờ sẽ là đường công. Xin mời quý vị. Này em từ đâu vừa đây vừa hay nhìn em là say. Này em từ xưa về nay vừa hay lòng ta thức dậy. Oh oh la la, đường công em thế mà. Oh oh la la, ngọc ngà sẽ slider. Kì em là ai mà bao chàng trai là hưu là nai. Kì em là ai mà đôi bờ vai làm ta ngây dại. Oh oh la la, đường công em thế kia. Oh oh la la, chàng trai sẽ slider. Ê, ai đi qua lối đó, ai trong lòng càng âu lo. Nhìn em lòng tôi không đắn đo. Oh, mong em ra cuối phố, mong em đừng là hư vô. Em ghé đến, ai trong lòng càng vui lên, nhìn xem đường xung quanh vắng tênh. Oh, mong em như thế đó, mong em đừng buồn vu vơ. Nhìn em ta như ngây ngô. Nhìn em từ đâu vừa đây vừa hay nhìn em là say. Nhìn em từ xưa và nay vừa hay lòng ta thức dậy. Oh oh la la, đường công em thế mà. Oh oh la la, ngọc ngà sẽ slide. Kì em là ai mà bao chàng trai là hưu là nai. Kì em là ai mà đôi bờ vai làm ta ngây dại. Oh oh la la, đường công em thế kia. Oh oh la la, chàng trai sẽ slider. Ai đi qua lối đó, ai trong lòng càng âu lo. Nhìn em lòng tôi không đắn đo. Oh, mong em ra cuối phố, mong em đừng là hư vô. Trong lòng càng vui lên, nhìn xem đường xung quanh vắng tênh. Oh, mong em như thế đó, mong em đừng buồn vu vơ. Nhìn em ta như ngây ngô. Sao hôm nay không thấy bóng em về qua đây? No, oh, oh, oh. Sao hôm nay trên lối ấy mong chờ. Trong lòng càng vui lên, nhìn sang đường xung quanh vắng tên. Oh, mong em như thế đó, mong em đừng buồn vu vơ. Nhìn em ta như ngây ngô. Gusty, cho tôi biết cảm giác của bạn bây giờ. Em thấy đã quá, em thấy vòng này em thoải mái rất là nhiều. Còn Vương Quốc Huy? Em thì thấy sướng ạ. Được hát và được thể hiện những ca khúc hay ở trên sân khấu với live band là một trong những trải nghiệm tuyệt vời của một người ca sĩ. Cho nên là các bạn đang được tận hưởng những gì đẹp nhất trên sân khấu của Cùng Hát Lên Nào.
Người chơi có số điểm cao hơn sẽ bước tiếp vào vòng trong cùng với 10 triệu đồng và song ca với ca sĩ Phan Đình Tuấn. Chúng ta sẽ chia tay người chơi có số điểm thấp hơn tại đây dựa trên chiếc máy phân tích giọng hát. Anh Tùng, anh là người nãy giờ coi rất là kỹ và khách quan. Anh nghĩ gì ạ? Về giọng hát, Quốc Huy hát khá ổn định, kiểm soát cao độ tốt, giọng đầy đặn từ ở những nốt trung trầm và cả những nốt cao. Yeah. Còn bạn Gusty đó, cái quãng giọng của Gusty đó khai thác tốt ở cái quãng trung trầm. Bạn tạo ra được cái màu sắc rất là riêng. Với những vòng trước ha, thì Tùng thấy là kiểm soát cái quãng trên của bạn chưa có tốt. Nhưng mà vòng này thì rất tốt. Cả hai bạn khó có thể đánh giá hơn thua được. Ngay bây giờ sẽ là kết quả. Hai chàng trai của chúng tôi đã mang về số điểm như thế nào sau bài hát vừa rồi? Người chơi có số điểm cao hơn sẽ an toàn bước tiếp vào vòng bứt phá song ca với ca sĩ Phan Đinh Tùng và nhận thêm giá trị tiền thưởng là 10 triệu đồng. Ở bài hát vừa rồi, một bạn mang về số điểm là 72 và một bạn mang về số điểm là 77. Thanh Duy xin được chúc mừng. Gusty. Xin cảm ơn mọi người ạ. Chúng ta sẽ chia tay Vương Quốc Huy ở đây. Đến được tới vòng này là một điều rất là vui đối với em rồi. Thì em cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe cũng như là theo dõi tất cả tiết mục của bọn em từ đầu đến bây giờ. Xin cảm ơn mọi người và mong mọi người sẽ ủng hộ em trong con đường nghệ thuật sau này nữa. Cảm ơn em đã đến với Cùng Hát Lên Nào. Một lần nữa hãy dành cho chàng trai Gusty của chúng ta một tràng pháo tay được không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ có một cơ hội nữa để em mang về thêm 10 triệu đồng. Em đang có 16 triệu, 10 triệu nữa mình có tới 26 triệu. Cho nên là bài hát cuối cùng này hãy cố gắng bám thật sát vào phiên bản gốc để có thể tìm được số điểm thật cao. Em nhé. Em sẽ anh cố gắng. Ơi, trước khi hát thì anh có lời khuyên gì không? Nhưng em lo quá anh à. Ủa, giờ rốt cuộc là anh xong ca với bạn rồi anh có được tính điểm không? Anh có muốn chấm điểm chơi với cái máy này không anh? Chơi luôn. Chơi luôn. À. Yeah. Đó là điểm bất ngờ quý vị ạ. Nhưng mà hồi nãy em nhớ là anh nói anh không phải là cái người thích bám sát vào phiên bản gốc. Anh không bám sát vào phiên bản gốc bởi vì anh chính là phiên bản gốc. Tuyệt vời. Vậy thì một tí nữa mình xem là phiên bản gốc này hát chính xác bao nhiêu phần trăm quý vị nha. Samsung Galaxy S21 FE 5G hân hạnh đồng hành cùng chương trình.